Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn, dễ trúng số sau rằm tháng 2 âm lịch năm 2024, năm giáp thìn Vậy thì sau rằm tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ có những con giáp nào được may mắn dễ có cơ hội được lộc trời ban, trúng số độc đắc Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay à, Thưa quý vị, Nói chung ấy các chuyên gia phong thủy vẫn có dự tính tính toán nhất định trong cái việc là cơ may về tiền bạc tài lộc, đặc biệt là những cái người mà có cái cơ may trúng số độc đắc và cũng đưa ra một số những cái lời khuyên trúng số độc đắc. À, chúng ta biết rằng ấy mỗi lần trúng số thì chúng ta có sẽ thay đổi cái cuộc đời của chúng ta theo cái hướng tích cực. À, nếu như mà quý vị biết tiêu tiền đó một cách khôn ngoan, à, tuy nhiên nhiều người mắc phải cái sai lầm là gì khi trúng số chúng ta lại không nắm được vận thế và cái tiền bạc nó cũng sẽ dễ bị bay đi hết. À, quý vị thân mến, thì mỗi người chúng ta sinh ra đều có một cái số mệnh khác nhau và tương ứng với mỗi cái thời điểm với mỗi cái thời khác thì cái may mắn đó cũng đi theo chúng ta. Và để biểu thị cho cái may mắn về vận trình tiền bạc hay là trúng số ấy, thì người ta có hai thứ đó là gì? cái vận chính tài, vận thiên tài và cái sao lộc tồn. thì đó là ba cái 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 vận may về tiền bạc. trong đó cái lộc tồn và cái thiên tài thì nó sẽ mang lại những cơ hội trúng số đổi đời. đó thì chúng số ở đây ý, nó có nghĩa là cái vận may về tiền bạc, nó có nghĩa là cái vận may nó đến, chúng ta sẽ có được những cơ hội làm ăn lớn. Đó. Một số người khi mà gặp cái vận may nó đến thì còn giàu hơn chúng số. Ví dụ gặp được một cái người tốt có thể cho chúng ta một cái cơ hội làm ăn kiếm hàng trăm hàng nghìn tỷ trong tay. Đó. Vậy thì trong cái thời gian sau rằm tháng 2 âm lịch thì con giáp nào sẽ là con giáp may mắn được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội là giàu hơn chúng số. Như quý vị đã biết ấy cái cơ hội may mắn về tiền bạc nó gồm có sao lộc tồn và cái vận thiên tài Cái sao lộc tồn còn được gọi cái tên khác là cái vận thiên tài Đó. Nó là cái sao thiên lộc, nó chủ về những cái tước lộc, những cái may mắn trời ban Nó chủ về cái sự may mắn, tài lộc, phúc thọ Và cái sao lộc tồn ấy nó có một cái đặc điểm là nó đóng ở cung nào cũng tốt Đó. Kể cả năm sung tháng hạn thì vẫn cứ tốt Vì là lộc trời ban nên là cái sao lộc tồn nó thường bị động và khó có thể nắm giữ được là chúng ta biết là cái ngày hôm nay là cái sao độc tồn nó chiếu đến Nhưng mà chúng ta cũng không biết là cái cơ may của nó đến mức nào đó. Đa phần là cái tài lộc đến từ cái sự may mắn bất ngờ và sẽ hơi mượn màng một chút Có đôi khi ấy, chúng ta cảm thấy khó khăn, cảm thấy chắc chở dường như muốn bỏ cuộc thì cái cơ hội trời ban nó lại đến và cho chúng ta một cái khoản tiền cực lớn trong tay đó là cái vận lộc tồn tiếp theo cái vận thứ hai là cái vận thiên tài cái thiên tài nó cũng tương tự như cái lộc tồn nhưng nó không lâu bền bằng thiên tài nó không chỉ là một cái hiện tượng ngẫu nhiên mà nó còn là cái biểu hiện của sự linh hoạt trong cái vận mệnh nó có thể xuất hiện đúng vào những cái thời điểm không ngờ nhất làm thay đổi cái vận mệnh về tài chính của chúng ta mà không cần có sự quan can thiệp nào đó từ bên ngoài đôi khi cũng giống như cái vận là lộc tồn ấy nhưng mà cái thiên tài nó cũng không chịu sự kiểm soát và nó gì đến với chúng ta theo cách mà chúng ta cũng không thể ngờ trước được đó vậy thì trong cái thời gian sau rằm tháng hai âm lịch những con giáp nào sẽ có gặp được cái vận thiên tài và cái vận độc tồn dễ có cơ hội trúng số đổi đời xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thưa quý vị thì đầu tiên chúng ta xét về cái vận lộc tồn nữa lộc tồn thì chúng ta xét theo địa chi chúng ta có sau rằm tháng hai âm lịch thì rằm nó là ngày đinh hợi và sau rằm nó sẽ là ngày mậu tí Ngày mộ tí chúng ta có tí để Tí thì sẽ là lộc của những người có thiên can là quý Những người có thiên can là quý Thì bao gồm những cái tuổi sau đó Đầu tiên là những người tuổi quý hợi Là sinh năm 1983 Quý dậu là 1993 à, Quý hợi có người là thủy nhé Thủy Quý dậu có người là kim đó. Quý mùi là 2003 hoặc là 1943 đúng không? 2003. Có ngũ hành là mộc. Quý tỵ là 1953. Có ngũ hành là thủy. Quý Mão là gì? 1963. Có ngũ hành là kim. Và cuối cùng là quý Sửu là 1973. Có ngũ hành là quý Sửu là mộc. Đó. Đó là những cái tuổi dễ được may mắn trúng số đổi đời sau rằm tháng 2 âm lịch ngày mộ tí. Và những con giáp này thì cũng sẽ dễ được lộc trời cho, đấy, làm gì cũng được hanh thông thuận lợi. Và cái sao lộc tồn nó là một cái sao đóng ở cung nào cũng tốt, vậy nên là dù dù có gặp phải cái cục diện là gì, tương xung đi chăng nữa thì nó vẫn cứ may mắn, đó. Vậy nên là gì trong cái thời gian này chúng ta cùng xét xem là những con giáp nào trong 6 con giáp này sẽ là con giáp may mắn nhất nhá thì chúng ta biết cái sau giảm thắng hai âm lịch đó là ngày mậu tý mậu tý ngoài thuộc hỏa hỏa đến sinh thổ vậy nên những con giáp mệnh thổ sẽ là con giáp may mắn nhất nhưng trong này không có tuổi nào mệnh thổ thứ hai là những người mệnh hỏa mệnh hỏa thì trong sáu con giáp này cũng không có tuổi nào mệnh hỏa thứ ba là mệnh thủy mệnh thủy của chúng ta có hợi và tuổi tỵ đúng không ạ à, những người tuổi quý hợi là một chín tám ba và quý tỵ là một chín năm ba những người tuổi quý hợi thì được cục diện là hợi tý sửu là tam hội trong cái ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ được gặp nhiều cái may mắn do gì thứ nhất là được cái lộc tồn nó chiếu mệnh thứ hai lại được cái vận gì tam hội là hợi tí xỉu cái cục diện tam hội này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi quý xỉu ấy đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống từ đó cũng sẽ giúp cho cuộc sống được gặp được nhiều cái may mắn hanh thông bên cạnh đó lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên làm gì cũng được may mắn và thành công vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên những người tuổi hợi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. À, khi mang theo bên mình ý, thì cái vòng tam hợp quý nhân nó cũng sẽ giúp quý vị và các bạn khắc phục những khó khăn, khắc phục những trở ngại trong cuộc sống. Từ đó hòa hợp các mối quan hệ à, dẫn đến là gì? Công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ồn ồn kéo đến với những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên Nó sẽ thứ một Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai Thì không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ Những người tuổi tỵ thì cũng được cục diện là gì Thiên tài nó chiếu mệnh À những người tuổi tỵ cũng được gì Được cái sao lục tổn nó chiếu mệnh Vậy nên đây cũng là một con giáp cực kỳ may mắn Dễ có được những cơ hội gì Ôm tiền tỷ trong tay vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ rộng xíu để được trợ mệnh hộ thân À, tiếp theo thì chúng ta còn nhớ những người bệnh mộc và những người bệnh kim thì những người bệnh mộc sẽ may mắn hơn những người bệnh kim do là cục diện là mộc hỏa tương sinh và những người bệnh mộc chúng ta có những người tuổi xỉu và những người tuổi mùi những người tuổi xỉu thì xếp vị trí số 3 nhé những người tuổi mùi thì xếp vị trí số 4 những người tuổi xỉu thì được cục diện là tí xỉu nhị hợp trong ngày hôm nay ấy, được cục diện nhị hợp nó nâng đỡ nên là ấy, những người tuổi tuổi xỉu ấy, sẽ có nhiều cái cơ hội để gặp gỡ được quý nhân được quý nhân tương trợ giúp đỡ lại thêm có cái tổn nó chiếu mệnh nữa vậy nên là cái may mắn nó được nhân đôi Vậy nên để bảo vệ cái may mắn và tăng cường thêm cái vận quý nhân của mình ấy, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi Sửu nhé. Bên cạnh đó những người tuổi Mùi ấy, đặc biệt là tuổi quý mùi 2003 ấy, thì cũng được gì được cái lộc tổ là chiếu mệnh cũng có cơ may may mắn về cái vận trình về tiền bạc và tài lộc trong cái ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi mùi làm gì cũng được hanh thông thuận lợi và dễ có được những cái may mắn trời ban tiền bạc cứ thế mà ùn ùn kéo đến đó quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để tương trợ giúp đỡ trợ mệnh hộ thân giúp gia tăng cái vận may tiền bạc và tài lộc cho mình và tiếp theo cuối cùng chúng ta còn những người mệnh kim bao gồm tuổi mão và tuổi dậu thì tí và mão là tương hình và mão và dậu là tương xung đúng không ạ như vậy là gì những người tuổi mão sẽ xếp vị trí số số năm và tuổi dậu sẽ xếp vị trí số 6 trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi quý mão tuổi quý mão thì nói chung ấy lại gặp cục diện là hỏa kim là tương khắc mặc dù cái vận thiên tài đấy nhưng mà gì cái điểm của điểm số của nó cũng không được nhiều lại gặp cục diện vô lễ chi hình nữa nên là gì đây là cũng là một cái ngày mà cũng khá là vất vả thì mới kiếm ra tiền nhưng mà vất vả kiếm ra tiền thì quý vị cũng may mắn hơn khối người đấy đúng không? vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân tương tự như vậy thì những người tuổi dậu sẽ luôn sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi dậu trong thời gian này vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó đó là những con giáp gặp cái vận gọi là vận lộc tồn cái sao thiên lộc ấy nó dễ dàng có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay đó tiếp theo chúng ta xét đến cái vận thứ hai đó là cái vận thiên tài vận thiên tài thì chúng ta sẽ xét theo cái thiên can À, trong cái thời gian sau giảm tháng hai lịch nó là ngày mậu tý ngày mậu tý thì chúng ta có mậu là thuộc thổ thổ thì sẽ bị gì sẽ bị, uh, sẽ bị mộc nó khắc thổ thì sẽ bị mộc nó khắc mộc thì chúng ta sẽ có thiên can giáp và giáp mộc và ất mộc thì mậu là dương thổ sẽ bị gì dương uh, dương mộc nó khắc tức là giáp Đó. giáp giáp mộc nó khắc mậu thổ thì nó là vận thiên tài và những người có thiên can giáp tức là những người có đuôi năm sinh ở số 4 ấy, thì sẽ may mắn dễ được cái lộc trời ban dễ có cơ hội trúng số đổi đời đi ra ngoài đường thì làm ăn thì thuận lợi mà lại gặp nhiều cái chuyện may mắn về tiền bạc có khi là nhận được tiền có khi là được người thân bạn bè trao cho những cái cơ hội hoặc là gì ký kết được những cái hợp đồng lớn giúp gia tăng thêm cái vận may cho mình và đem về cho anh quý vị những cái khoảng thời gian cực kỳ là hạnh phúc và may mắn vậy thì những người có thiên can giáp bao gồm tuổi sau này đầu tiên là giáp tý 1984 có ngũ hành thuộc kim giáp tuất 1994 ngũ là hỏa giáp thân là 2004 hoặc là 1944 ấy. Có nghĩa là thủy. Giáp ngọ là 1954. Có nghĩa là kim. Và cuối cùng là giáp thìn là 1964. Có nghĩa là hỏa. Và giáp dần là 1974. Có nghĩa là thủy. Đó. Đó là những con giáp mà có cái vận thiên tài là chiếu mệnh khi mà được thiên tài chiếu mệnh thì cuộc sống của quý vị cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn vậy thì chúng ta cùng xét xem những con giáp mà được cái vận thiên tài này nó sẽ à, có con giáp nào là con giáp may mắn nhất nhá con giáp nào là con giáp dễ trung số nhất thì chúng ta cùng xét này chúng ta biết sau rằm tháng 2 việc nó là ngày mậu tí. ngày mậu tí là thuộc hỏa hỏa sinh thổ vị chi là trong các con giáp này thì không có tuổi nào mệnh thổ đúng không thứ hai là mệnh hỏa đúng không ạ mệnh hỏa thì chúng ta sẽ có những người tuổi thìn và những người tuổi tuất đúng không thì trong cái ngày mậu tí những người tuổi thìn sẽ may mắn hơn do là cục diện tam hợp thân tí thìn nâng đỡ và những người tuổi tuất sẽ là con giáp may mắn thứ hai trong ngày mậu tí này thì đúng ạ những người tuổi thìn thì cục diện thân tí thìn là là tam hợp được tam hợp nó tương trợ giúp đỡ vậy nên trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi thìn sẽ có nhiều cái cơ hội để mở rộng cái quan hệ mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Thêm nữa lại luôn được quý nhân ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ nên là vận trình của những người tuổi thìn cũng khá là thuận lợi và hanh thông. Vậy nên để gia tăng cái vận thế cho mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. À, tương tự thì những người tuổi tuất cũng vậy hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân giúp gia tăng cái may mắn tiền bạc và tài lộc nhé tiếp theo là đến những người mệnh thủy đúng không ạ mệnh thủy là may mắn thứ hai thì mệnh thủy chúng ta có tuổi thân và tuổi dần thì những người tuổi thân ấy sẽ may mắn thứ ba và tuổi dần sẽ là những người may mắn thứ tư những người tuổi thân thì được được cục diện là thân tí thì là tam hợp Đấy, trong ngày hôm nay thì cái vận trình của những người tuổi thân cũng giống như tuổi thìn được khá là hanh thông thuận lợi à, công việc thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ gặp nhiều cái may mắn trong cái vận trình tài lộc tiền bạc cũng như là công việc đó. À, bên cạnh đó, thì các mối nhân duyên trong thời gian này cũng khá là hài hòa tốt đẹp. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình, ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, tương tự như vậy thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mang lại cái may mắn tài lộc cát khí đến với những người tuổi dần trong thời gian này nhé. À, cuối cùng thì chúng ta còn những người kim, kim thì sẽ có hỏa khác. À, mệnh kim thì chúng ta có tuổi tý và tuổi ngọ thì những người tuổi giáp tí và giáp ngọ ấy, thì giáp tí sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Giáp ngọ sẽ xếp vị trí số 6. À, những người tuổi ngọ gặp cục diện là tý ngọ tương xung. Mặc dù trong ngày hôm nay có cái thiên tài là chiếu mệnh nhưng mà cái, cái cục diện xung khắc nó cũng án ngữ, nó khiến cho những người tuổi ngọ gặp khá nhiều cái trắc trở trong công việc, phải vất vả, cật lực lắm thì mới có được cái thành công. Vì thế, để gia tăng thêm vận may cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy luôn mang theo bên mình để hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại trong cuộc sống. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, vận trình tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi ngọ. À, bên cạnh đó thì những người tuổi tý cũng sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để trợ mệnh hộ thân Phòng đã được các thầy khai quang chỉ chú, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tí và những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái thời gian sau giảm tháng 2 âm lịch. Vậy thì sau giảm tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ có những con giáp nào dễ trúng số nhất? À, ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị. Thưa quý vị, con giáp đầu tiên dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất Không ai khác, đó chính là những người tuổi thìn Giáp thìn 1964 1964 là tuổi giáp thìn, là con giáp đầu tiên Con giáp thứ hai may mắn, dễ có cơ hội trúng số thứ hai Đó là tuổi giáp thân là 1944 Hoặc là gì? 2004 Con giáp may mắn thứ ba không ai khác Thì đó chính là những người tuổi quý xỉu 1973 Con giáp may mắn thứ tư đó, thì chúng là những người tuổi quý hợi 1983. Đó, và con giáp may mắn thứ năm không ai khác đó chính là những người tuổi uh, những người tuổi tuất giáp tuất 1994. Đó, thì đây là năm con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái thời gian sau rằm tháng 2 âm lịch. Đó. À, vậy nên quý vị thuộc năm con giáp này hoặc là thuộc một trong những 12 con giáp vậy, ở trên đây thì xin được chúc mừng quý vị và các bạn thần may mắn đang ở bên cạnh các bạn chỉ cần các bạn nắm bắt được cái thời cơ là tiền bạc tài lộc cũng không bao giờ phải là cái chuyện lo nghĩ nữa à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn